lên thành phố. Bữa nào có dịp đi trực thăng. Bữa nay không có dịp đi trực thăng rồi cả nhà, nào lên mướn trực thăng đi, tại bữa nay chút xíu nữa phải về liền. À đó, Felaggio á. Đây nè, hồ nước phía trước á. Mình thì không gần đây, nhờ hai người anh em thôi, mới lên đây thôi. Chứ chắc mình cũng như người ta thôi, lúa lên không biết đi đâu, đứng đi cà dòng. Hay gan mà hai lúa mà lên thành phố không biết đi đâu. Đậu xe thì sợ tốn tiền. Chỗ mua nước ở đâu không? Ấy vậy đó luôn kìa. Đâu có chỗ đậu xe để em mua vô mua được hả? Được, vô trong cái mò lên hết. Trong mò lên hết loại bộ vô. Xá đẹp. Đậu một chỗ nên quay một chỗ. Cái tượng nữ thần tự do đâu anh? Tượng đó đó. Năm mua nước ở đâu đó? Chưa mở cửa. Chưa mở luôn hả? Còn sớm quá, mới 9:30 rồi. À, sáng sớm uống vodka. Cái nước đó ai mà không uống được kêu bỏ lấy vodka. Lên lát gác là phải uống thôi. Lên lát gác là phải uống tại rất là ngon. Uống như một cái là sảng khoái liền. Yến uống thì Yến với Tấn uống thì bỏ ít rượu thôi. Tại vì rượu nhiều quá nó nồng lắm. Nói chung là mình dốt thôi. Mình lên mình có anh em lên làm chuột bạch thẳng rồi. Công nhận Andy chỗ nào cũng biết hết, mọi ngóc ngách của Las Vegas rồi, ổng biết hết luôn. Cái cầu đó lên nó được không anh? Đâu? Nó cái trái bông á. Trái bông bóng ai lên được? Không lên được hả? Tượng chân thôi. Sắp tới tượng nữ thần tự do chưa anh? Đó, tượng chân là tượng Las Vegas dài. Vuitton kìa. Đẹp phải đi buổi tối mới đẹp cả nhà. Đi buổi tối đẹp lắm. Buổi tối là đẹp. Nhưng mà buổi khuya thì tắt đèn. Ủa khuya tắt đèn hả? Ừ, khuya có 1-2 giờ đâu mở đâu. Là ngay trung tâm luôn. Đúng là rồi. Ngay cái hồ nước luôn. Đúng rồi.
ở đâu cũng không bằng Bellagio hết. Bellagio, Bellagio, đọc tiếng gì trời? Mình đọc tiếng nha. Bellagio. Bellagio. Tại mình không biết tiếng Anh nên mình đọc dễ bạn. Ok, ok, đáp phải, đáp phải. Ngon nhất của Las Vegas. Vì sao tôi biết? Tại vì là anh em tôi đã từng tới đây. Là chục mặt hả? Mình đang gọi món hả nhỉ? Có chỗ ra hết. Hay là mấy khay thịt. Còn mấy cái sốt với lại động cơ thì qua cái quầy bên kia luôn. Hôm nay hồi nãy đông quá, không quay được. Nè ăn con đi, xử đi. Ừ, để nó đi, anh ăn chút đi. Ok. Xin lỗi nha. Nè, cái sốt cay nè, mấy chanh nè. Có thằng con. Cắt chanh vô. Cho nó tăng ấy cả. Có chanh đâu nhá. Thank you. Đây là cái món gì đây nè?
rồi thằng em gọi đó. Thằng Hải, Hải nghe. Ok. Cái con sò, con dẹp nướng lên. Cái này là em chén đi. Ok. Thì nó đó. Chạy luôn đó hả bạn? Thôi mình ăn này trước nha. Mời cả nhà cùng ăn đi anh. Mời, mời, mời bà con, cô bác, cô chú. Con ăn trước nghe con đói quá. Cô chú anh chị. Trời. Do you want to get some water drink there? Are you okay? No, we're good. We're good. Thank you. Do you want to get some water drink there? Oh, bánh mì nướng. Không có straw cho em hả? Có straw. Hay sao? Ủa, cái này là cái đó hả? Cái này là straw. Rồi, thank you. Còn ra thêm món nữa nhưng mà tại vì Yến chưa có gọi á. Nhà hàng này con á. Có gì tìm. Tại vì răng của Yến niềng á, hồi đó niềng á, có cái răng phỉnh. Niềng vô xong rồi bây giờ á, uống thuốc lặn vô, nó vô nó tóc tê lắm, nó nhói. Ông biết cái lòng nó xinh đã không? Được rồi. Không, không thấy ông hút à. Thôi được rồi. Em để cho. Mày ông hút. Rồi, cảm ơn bạn Hàng. Ăn bạn Hàng. Nè, ăn cái con mất sò nè. Hút một con nè. Thịt bò đó. Ai không biết thịt bò nậu. Mời cả nhà cùng ăn nha. Tiếp tục lên món này cả nhà ơi. Gọi cho mình nắm. Bà Tân có vẻ hơi no rồi. Này là gì? Chip, chip với lại thu nè. Cái bánh này chuột đó. Còn giòn. Ông quen mình chip mà. Rồi, ngon không? Ăn xong đơ luôn vậy? Lạ trời ơi. Lạ trời ơi. Olen. Một sợi xít luôn. Họ sẽ thế cho ta đi em. Họ sẽ thế ổn rồi. Ồ, thế ý nghĩa. Mucho rápido. Mucho gracias, primo. Cậu cho người ta đó. Cậu ơi nói tiếng Mỹ mấy người đó đó. Cậu không biết tiếng Anh cả nhà. Nhưng mà cậu giỏi tiếng Mỹ.
rồi nói chứ ai mà dục tôi về Houston nghe khu máy là rồi đó, không sợ đói không có gì chứ. Đấy. Đây ăn ăn dùm cho. Lần đầu tiên ăn cà kem mà húp luôn. Chảy quá. Sao để chảy chảy ra chảy. Dùng lên luôn, dùng luôn lên nước của em luôn rồi. Đây. 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 Bye bye let's get. Maybe I'll get hả Tấn? Ừ, maybe I'll get I'm come back. Maybe August I will come back. Okay. Oh man. Trời ơi. Bốc cháy luôn rồi. Cả nhà ơi. À ai mà có trứng gì đập lên mang xe nè, mang xe nè chiên cho nó luôn. 112 độ trời ơi, sao nó nóng. Nóng mà vừa ra khỏi nhà hàng đó nó hực lên trời. Nó hực mà nó hực cái hơi lửa vô, hơi nóng vô. Đây là cái cảnh mà kẹt xe ở Mỹ nè cả nhà. Nhích từng bước luôn. Hồi nãy giờ từ trung tâm lắm thôi đó, đi ra thôi mà. À, đi 6 người mà mày ra phía sau ngồi đánh bài luôn. Hết kẹt xe. Chưa có ra khỏi biên giới, hồi nãy giờ kẹt 2 tiếng đồng hồ không làm gì được. Hồi nãy ăn lẩu ngon rồi ngon, giờ đi về cũng ngon lắm. Đi về để làm rồi post lên cho cả nhà xem nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh của Tấn Yến. Kẹt lắm rồi cả nhà ơi, kẹt xe lắm luôn á. Kẹt nóng rồi. Ừ, nóng 100 độ mà máy lạnh nó chạy không mát nổi luôn. Đây là cảnh kẹt xe ở Mỹ kinh khủng lắm. Nói bye bye cả nhà nha. Anh là anh nhãn gì đó, nóng quá anh nói nhãn nhãn. Trời đang kẹt xe nè cả nhà ơi. Alo. Kẹt từ mà cả lần, nhà biết không, từ đi lần đầu tiên lái xe đi Las Vegas về mà 1 giờ trưa mà tới giờ này chưa tới nhà. Thì bây giờ là bản đồ đã là gần tới 10 giờ đâu, hơn 10 giờ đêm á Tấn. Mới tới Pasto à. Lần đầu tiên trong cõi đời. Má ơi. Quá kinh không khủng. Không biết dân trời chạy xe cái kiểu gì mà chạy quái thiệt. Lên dốc nó chạy từ từ nó mới ghê chứ là trời. Xe đền liên tục. Ơi. Từ Cali lên Las Vegas là chỉ có 4 tiếng thôi cả nhà. Mà cái này hồi trưa là đi từ Las Vegas về 7 tiếng luôn rồi. 7 tiếng rồi, chưa tới nhà mà thấy để tới hơn 10 giờ mới tới. Hơn 10 tiếng lần đầu tiên trong cõi rồi ngồi đi về. Rồi mặc đâu nồ quán cáo kìa. Đói quá. Sắp tới Yến và Tuấn sẽ dẫn cả nhà đi đi Utah. Cả nhà thích đi Utah hay là đi Arizona mà coi cái đá đó gọi là gì anh? Không biết nó open chưa nha, không biết nha. Thì để em search, nhưng mà Utah thì mình tự đi được mà. Utah thì mình chỉ giống như cái đó là chúng ta đi hiking thôi, bữa bạn mới đi xong. Đẹp lắm. Utah nó như là mình xuống vách núi đó lên nước dữ á. Đúng rồi. Cả nhà nhớ ủng hộ cho Tuấn Yến để coi Tuấn Yến có thể đi đến cái nơi Utah rất là xa và cho cái đó gọi là trong rừng trong núi á mà dốc bạn ơi, phải không? Đi mà bằng nổ quá. Phải trong rừng, tại vì em thấy nó là trong rừng, không phải thì em thấy nó là trong rừng hay trong núi. Tại hôm bữa bạn em đi là bạn em livestream chỗ đó toàn là núi với là đá không à. Cây nó mọc ở nước luôn á. Thì cái đó là núi với rừng là gì bạn? Mình nói đúng rồi mà. Rừng khác. Gọi là núi vậy đi. Núi nhưng mà đẹp lắm. Hồi đó chỗ đó là nước á, nó cái đá đó nó có gợn sóng của nước đó cả nhà, đẹp vô cùng. Mà Yến với Tuấn sẽ dẫn cả nhà đi đến đó, từ Cali lái lên đó là khoảng 6 tiếng. Yến với Tuấn sẽ dẫn cả nhà đi đến những nơi đẹp. Hãy tin anh, hãy tin anh Mỹ. Hãy tin anh Mỹ, cả nhà hãy gọi đây là anh Mỹ. Thật sự ra Tuấn tiếng Anh không biết cả nhà ơi, nhưng mà Tuấn nói tiếng Mỹ rất là rành luôn. Gì bôi xấu gì vô, tại chẳng qua muốn nói thôi chứ. Thiệt luôn.
có sao nói vậy à, vợ thấy sao vợ nói vậy đó, tiếng Anh nhiều khi mình cũng giấu giấu lại chứ giấu giấu luôn à. Ở hôm nào Tuấn á chỗ Tài nói tiếng Mẹ cho cả nhà nghe, tự nhiên bắt nói tiếng Mẹ mình hôm nay nghe giấu. Hồi chưa Tuấn nói tiếng Mẹ với cái anh Mẹ chạy bàn hay lắm, mà lúc đó Yến không kịp quay. Tuấn nói tiếng Mẹ rành lắm, mà tiếng Anh thì cũng rành luôn, nhưng mà rành theo cách của Tuấn đúng. Mẹ nói ok nghe hiểu. Tớ mà đi vô Tà anh á. Tà. Tà hen. Tà như anh giờ này là băng anh tan giờ suối anh nhiều lắm. Suối anh nhiều lắm hả? Nước anh nhiều lắm. Nhưng Tà là đi mùa này là đúng rồi. Cái anh Arizona đi sao hen? Arizona này đi nóng lắm. Nóng hả? Anh nói đợi ra gần vô mùa thu quá mát mát rồi đi. Đi Utah. Rồi cả nhà không biết là cả nhà muốn Tuấn Yến đó, sau khi cái chuyến đi Utah cả nhà muốn Tuấn Yến đi đến chỗ nào thì không mình để lại. Dạ vô. Để lại tôi cho còn Tuấn đi Yến. Làm đi vô. Mình sẽ phục vụ khán giả. Bây giờ nói sao ta? Ủa em định nói gì em quên rồi ta. Dọc đường luôn, tại máy nó nóng quá, nó overheat, nó